Xin chào anh em. Hôm nay bên em lại nâng cấp một chiếc màn hình Android cho con chiếc xe Apple. Đấy. Thì đây là cái giao diện sản phẩm màn hình sau khi mà em đã lắp đặt xong này. Về cái dưỡng rác zin thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé, dưỡng zin 100% luôn. Nếu mà các bác mà màn hình mà theo xe thì dưỡng 100% nó sẽ là dưỡng zin. Đấy. Vừa khít luôn các bác nhá. Đấy, riêng cái dòng Apple mà nâng cấp lên thì có cái là dưỡng là khít đẹp luôn, nhìn rất là sang. Đấy. Giải quyết được cái vấn đề bài toán một chiếc cái màn hình Android mà trải nghiệm nhiều hơn này. Đấy. Giao diện cực kỳ mượt. Thì đây là cái dòng sản phẩm Cova T1 của Zetec. Được tích hợp sẵn đầy đủ các cái tính năng như là trên khiển vô lăng này. Đây. Vô lăng này. Zin hết các bác nhá. Đấy. Đang hết này. Đấy. Các bác giải trí xem YouTube này. Đấy. Bếp bài này. Bếp bài này. Đấy. Rất là tuyệt vời. Cova thì có cả cái quan trọng nhất, đó là một chiếc màn hình Android có hỗ trợ cái chỉnh âm thanh DSP ở cái phần tầm giá là 5,5 triệu. Đấy. Đây. Cái này cái rất quan trọng các bác nhá. Khi mà các bác lắp đặt màn hình Android ấy, các bác nên quan tâm cái vấn đề này. Bởi vì một số các bác mà có cái thẩm âm, nhu cầu thẩm âm chỉnh âm thanh nó cao ấy, mà các bác mà lắp cái màn hình Android mà không có cái phần chỉnh EQ laser hoặc là DSP ấy, thì chất lượng cho âm thanh sau khi mà các bác lắp xong ấy, mà sau này mà các bác nâng cấp âm thanh ấy, thì cho cái chất lượng âm thanh ấy, nó không được hay đâu. Đấy. Nên là cái này là cái mà điều mà các bác cần quan tâm. Đấy, nếu mà sau này mà các bác muốn chất lượng âm thanh của mình nó ok. Đấy. Thì Cova là cái dòng sản phẩm ở cái quốc gia tầm trung nhưng mà đáp ứng được cái tính năng này. Đấy, cho cái chất lượng âm thanh khá là ok. Nói chung là chất lượng em thấy chỉnh âm thanh rất tốt. Đấy. Camera hành trình này. Đây, camera hành trình ra phía kia bên đầu nhá. Cái phần này thì các bác bật cái chế độ ấy lên. Cài đặt này. Bật chế độ GPS lên thì chế độ lưu lại nó sẽ có cái tốc độ đây, hiển thị đấy. Các bác xem lại thì đơn giản thì các bác vào cái phần playback này. Đấy. Đây, phần playback đây. Đây là cái phần mà các bác muốn xem lại. Đấy. Xem lại các video ở đây này. Đấy, đơn giản lắm. Trở về. Khi mà các bác đi đường thì nó sẽ hỗ trợ các bác tính năng là cảnh báo sai làn và va chạm. Thì nếu mà các bác đi trong phố thì các bác tắt giúp em ở đây. Đấy. Nếu các bác còn đi đường cao tốc mà các bác cần hỗ trợ cái tính năng đó thì các bác bật lên. Đấy, nó là tính năng an toàn. Thích hợp thêm cho màn. Đó, rất là hay. Đấy, thu nhỏ thì các bác kích vào đây. Đấy, còn muốn to ra thì kích hai cái thì lập tức nó chuyển. Đấy, rất đơn giản. Để như chế độ như này nhé thì camera hành trình nó vẫn quay các bác nhé. Đấy, nên hoàn toàn yên tâm. Đây em sản phẩm thì có tích hợp sẵn cái việt map này. Có vị trí ngay các bác nha. Đấy, em đang lắp ở đường láng. Đấy. Thì cái Việt Map bây giờ ấy, nó có cái dòng bản quyền, nó có cái tính năng rất là hay, nó là phát hiện ra camera phạt nguội các bác nhá. Đấy, đây là cái tính năng mới mà Việt Map mới update. Đấy. Và tất nhiên là khi mà các bác di chuyển thì Việt Map là cái dòng sản phẩm mà có cảnh báo tốc độ ở đây. Đấy. Nên là cái màn hình Android ngoài cái tính năng giải trí ra thì nó còn có tính năng an toàn và trợ lý lái rất là tốt. Đấy. Hỗ trợ cho các bác trong cái quá trình di chuyển mà chẳng may các bác đi vào những cái cung đường mới thì nó sẽ có cái giới hạn tốc độ di chuyển cho các bác. Đấy, tuyệt vời, bằng tiếng Việt luôn. Đấy. Rất là dễ dùng. Đấy. Cái tính năng này thì các bác hoàn toàn điều khiển bằng giọng nói các bác nhé. Như này này. Cái này ấy thì là một nút nữa thì bác chủ đến thì em sẽ kích cái mã điều khiển giọng nói này cho các bác ấy.
đấy, nên là chưa kích cái mã thẻ bảo hành nên là em chưa điều khiển được bằng giọng nói. Jetech thì Jetech thì nó rất là thông minh, sẽ bao gồm một cái thẻ bảo hành chính hãng. Đây các bác này, thẻ bảo hành chính hãng là sẽ có mã thẻ đấy, nó cùng với lại cái email của thiết bị đấy, nên là các cái thiết bị và điều khiển giọng nói, tất cả những tính năng này thì đều kích qua đây bác nhé. Nên là khi mà em kích bảo hành xong rồi thì tất cả những tính năng thì lúc đấy nó mới hoạt động 100%, ngay cả cái việc điều khiển giọng nói của Cova cũng vậy. Tí nữa thì em kích bảo hành cho các chủ thì sẽ điều khiển giọng nói. Về giao diện thì cơ bản thì em thấy là Cova với Jetech là vẫn giữ được cái gọi là những cái giao diện rất là đơn giản, nhưng mà theo cái cá nhân em thì nó lại rất là tiện dụng đấy. Với những cái bác mà có tuổi hoặc là những cái nó vẫn dễ sử dụng hơn đấy, và cũng không mất thẩm mỹ đấy. Đây là cái giao diện mà rất là phổ thông từ năm 2018 đấy. Đến bây giờ thì cũng có rất nhiều các cái văn chương mới đấy, nhưng mà một số cái thì em cho là nó hơi dối đấy. Một số các bác thường thích cái sự đơn giản mà nó lại tiện ích, dễ dàng sử dụng đấy, vì trong cái quá trình sử dụng xe mà các bác ấy đâu không có thời gian mà các bác nghiên cứu nhiều đấy, hợp tác để độ nhạy của màn hình này rất là nhạy luôn này đấy. Trong quá trình sử dụng mà các bác muốn tắt toàn bộ các cái icon mà chạy ẩn đi, giống như kiểu cái màn hình Android ấy nó có cái phần chạy ẩn, thì các bác kích vào đây giúp em đấy. Đây là có cái phần chạy ẩn này, một là các bác có thể thao tác tắt bằng cái đơn giản bằng bên phía này, hoặc là các bác tắt toàn bộ ở đây đấy, tắt đi đấy, thì nó sẽ không còn cái tính năng chụp ảnh nữa đấy. Thường thì đôi khi 2-3 ngày thì các bác có thể tắt đi giúp em để cho cái tính năng chụp ảnh nó không còn hoạt động, mà cho cái chất độ mà nó mượt mà hơn đấy. Tính năng của màn hình thì nó có cả cái tính năng trích phạt nguội đấy, và ngoài ra thì Cova với Jetech hiện tại thì đã bổ sung một cái tính năng cực kỳ thông minh, đó là khi mà các bác di chuyển mà các bác chẳng may mà các bác vi phạm một cái lỗi phạt nguội thì Jetech đấy sẽ nhắn cho bác một cái tin nhắn là bác sẽ bị phạt đấy. Thông tin này là thông tin mà những cái sản phẩm IDEA màn hình đã có cài đặt trong thứ phạt nguội đấy. Jetech nhắn tin trực tiếp vào điện thoại của các bác luôn đấy. Đây là điều mà các cái dòng màn hình khác họ chưa có, nhưng mà với Cova và Jetech đã có. Tắt cái dòng màn hình Android Cova và Jetech thì được sự hậu mãi rất là tốt từ nhà phân phối đấy. Tất cả những cái tính năng sau này mà có nâng cấp đấy, thì bên em đều public qua một cái kênh YouTube như này đấy, để các bác có thể trực tiếp xem, và nếu có cái thông tin update thì bên em sẽ update qua kênh đấy, và gửi thông tin tới khách hàng của bên em đấy, để các bác dễ dàng nâng cấp cái màn hình lên đấy, chứ không phải là giữ mãi cái như này đấy. Điều khiển giọng nói thì càng ngày nó sẽ càng nâng cấp lên, giống như công nghệ vậy thôi đấy. Có cái công nghệ gì mới thì bên em sẽ update cho khách hàng. Phần radio thì các bác cũng nhiều bác quan tâm, thì radio của Cova thì hoàn toàn là vẫn giữ gìn được đây, các kênh này đấy, rất nhiều kênh nhá, các bác click kênh rất đơn giản đấy. 91 là các bác hay nghe đấy. Chất lượng âm thanh rẻ thì không có đâu đấy. Các bác thoát cái nghe thì các bác hãy click vào đây bác. Đấy, hoàn toàn mất đấy. Có cái phần set play, thì cái phần set play này là khi bác update cái tài khoản vào thì các bác có thể tải những ứng dụng các bác hay cần, như kiểu như Spotify, nghe nhạc trên Spotify hoặc là MP3 thì các bác có thể tải thêm, Zing MP3 thì các bác có sẵn đây rồi. Jetech TV, cái này thì cái ứng dụng rất là hay, khi mà các bác trải nghiệm cái màn hình Cova hoặc Jetech, các bác muốn mở kênh thì các bác chỉ cần điều khiển giọng nói là ngay lập tức nó sẽ ra đấy. Chứ không, các bác không cần phải vào một cái VTV Go và lúc đấy thì lại thao tác bằng tay chọn các kênh đấy. Riêng Jetech hoặc Cova thì rất là tối ưu,
trong cái quá trình di chuyển các bác luôn luôn tập trung vào cái vấn đề lái đấy, nên là hạn chế làm sao cái thao tác trên màn hình là tốt nhất đấy, để tránh cái việc mất tập trung đấy. Đây. Em cảm ơn các bác nhé. Nếu các bác mà có nhu cầu lắp đặt nâng cấp màn hình Android ở khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh đấy, và các tỉnh, các bác có thể liên hệ có bên em kplus.vn đấy, bên em thì sẽ phân phối và lắp đặt tất cả những cái dòng màn hình Android chính hãng đấy, bên em thì thực sự là ưu tiên những cái sản phẩm chính hãng đấy, có cái thời gian bảo hành cao và cái độ tin cậy lớn đấy, để các bác nâng cấp lắp đặt có cái chất lượng nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình đấy, tránh cái việc là mất tiền oan hay là mang mua bực của người ấy đấy. Đấy, trên đây là cái video mà em muốn giới thiệu cho các bác với cái dòng sản phẩm màn hình cho cái dòng xe Chevrolet Avell. Đấy, các bác mà sử dụng cái chiếc xe này đấy, mà có cái nhu cầu mà nâng cấp cái màn hình Android thì các bác có thể liên hệ bên em. Đấy, hotline của bên em là 086 96 79 626. Các bác có thể liên hệ và bên em có hỗ trợ lắp đặt tận nơi cho các bác. Vâng, em chào các bác nhé.